Hello. Hôm nay là đi dự một cái đám bắt phim rất là đặc biệt, tại vì mình mới được rủ hôm qua thôi. Đó, nhưng mà không biết là mình đi phim gì luôn, cho nên là cứ tới đây thôi. Hình như tới rồi nè. Đây mình vô coi cái phim các bạn. Phim tên gì nè? Cái phim tên là không biết có nhìn nhầm không mấy bạn. Chào anh. Đây anh Bùi Văn Hải, đạo diễn của phim gì này đó các bạn. Nhưng mà lần này thì không biết anh Hải đang cho ra mắt phim gì anh Hải. Phim cách ly. Phim 14 ngày cách ly. Anh lấy mình đeo khẩu trang vô được không? Đeo khẩu trang đi. Hôm nay có lẽ là ngày được ăn ngon nhất từ trước tới giờ trong tất cả các buổi ra mắt phim mà Hảo từng tham dự các bạn ạ. Xem nhé. Cái bánh thì nhai nha, nhưng mà miếng bò á khỏi nhai. Miếng bò này ăn khỏi nhai luôn. Khi mà mình nghĩ đến đặc sản ở đây thì đặc sản ở đây là như vậy nè. Đây còn có sữa nữa mấy bạn, loại sữa mà họ quảng cáo là best milk. Uống thử như thế nào nha. Hôm nay thì cũng rất là mệt, tại cả ngày hôm qua là quần quật ở nhà khi mà có mấy bạn Misty, Linh Ngọc Đàm, Thương Mỹ Chi tới chơi. Xong đêm ngủ dậy rất mệt, quậy rất nhiều. Hôm nay là tranh thủ được đi ăn uống thoải mái. Lát có nên bất chấp tiêm sĩ xin thêm về không ta? Nhưng mà bỏ rất nhiều tiền. Đó. Thay đổi lẹ không? Mới đó thấy ăn miếng bột bô bê vô đầu tóc nó gọn gàng, ngáo sạch sẽ hẳn đúng không? Các bạn ơi, xin giới thiệu với mọi người đạo diễn Võ Thành Tể. Ê, Võ Thành Quà. Các bạn coi Tenet chưa? Các bạn coi á là má với cái góc nhìn của chữ nhiều quá, tứ quá, cái giả thôi. Còn góc nhìn của đạo diễn này nè các bạn. Đạo diễn Võ Thành Quà hãy cho một cú review suy nghĩ cẩn thận về bộ phim Tenet nè. One hour later. Dở bài đầu tiên nè, chưa bao giờ tôi thấy một cặp nam nữ chính mình là pha giống như trong phim này. Hả? Nữ chính cao 1m9 mà chơi đi cao gót. trong khi nam chính đứng đâu tới nách của nữ chính nè đó. Đầu tiên là phải nói như vậy thôi. Mày cái não của mày kích chưa tới, chưa hiểu được cái đó não. Nhiều cái mày kích chưa tới không? Cái nội ý đồ của đạo diễn sao mà chưa hiểu hết? Hay là còn cái cảnh là dùng chân mà gạt cái đằng trước đấy. Giờ tôi mới hiểu ra được là cái pha mà dùng chân mà móc vô đó mới chính mới làm được. Nó hành trang luôn đó mọi người. Chính hơn là chết rồi đó. Chết hơn là chết rồi. Insight của bạn nữ nè, vì sao tốn tiền nè? Rất là nhiều tiền đi Việt Nam rồi, không biết tiêu cái gì ở đó. Nhưng mà có rất nhiều tiền. Các bạn sẽ thấy cảnh là hai nhân vật không phải nam chính nữ chính nha, mà là nữ chính với lại chồng của nữ chính á. Thở chú đi Việt Nam thì cảnh cuối cùng kết ở Việt Nam luôn các bạn. Ôi, đang dịch lắm, không đi coi đâu. Cái gì giờ vậy? Ủa, đang dịch xe đang coi phim vậy? Chưa có cảm. Chưa cảm hả? Trời chứ làm phim điện ảnh gì là giờ này rồi đó. Trời ơi, đặt không chứ. Rồi nó mày đặt phim mấy bữa nay ế chứ gì vậy? Trời ơi. Thông tin mình không có nắm thông tin đó không phải phim nào ra tôi cũng chở thôi, tôi biết, nhưng mà tôi nói cho mọi người, nhiều khi nhiều người không biết được thông tin là rạp không có cấm đó, cho nên là cứ tưởng là bị cấm cho nên là không dám đi coi. Không cấm cho mọi người nhớ đến rạp coi phim, ủng hộ phim cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Phút hồi nãy tao để phút này tao cắt chó. Tên nét rất là thú vị, nên coi. Coi hay không coi nói một lời. Thích đi coi đi. Để chị Trang coi hay không coi nói một lời mà mọi người nhớ đi coi chị 13 phần 2. What? Kêu gọi chị 13 tháng 12 kìa mày. Hú? Đúng, chị 13 tháng 12. Chị 13 tháng 12. 18 tháng 12. 18 tháng 12 nha mọi người. Nhưng mà năm nào? Nhưng mà năm nào? Mẹ em quýnh về luôn á. Trời ơi, năm nay trước sau em một tuần sẽ diễn ra một sự kiện cực kỳ đặc biệt và phim sẽ được chiếu đến xuyên Tết ta. Đúng rồi.
ai còn đến Tata các bạn nhớ coi phim của mình nha. Đến Tata mình lật mặt năm ra, các bạn nhớ đi coi lật mặt năm luôn nha. Quên chứ, áo đẹp không, áo đẹp không? Trời ơi, tao nói nó đen thui luôn, cái này ghi quay nha. Cái này ghi quay áo nha, tiếp tục nha. Về nhà. Oops. Về tới nhà rồi thì làm giveaway thôi. Cũng như các bạn biết thì Ngáo rất là thích mặc những áo thun của Coolmax. Đó là lý do tại sao mà Ngáo là thích của Coolmax sản xuất cho chúng ta là ba cái mẫu áo khác nhau. Thì hôm nay chúng ta sẽ giveaway mẫu áo là Tà nói nó đen thui à. Đó, đây là mẫu áo chúng ta sẽ giveaway kỳ này. Và cách tham gia thì đơn giản thôi. Ngáo có sẵn 10 chiếc áo này để dành cho 10 bạn dễ thương và may mắn đăng ký nhận áo. Để tham gia đăng ký nhận giveaway thì rất đơn giản như mọi khi thôi. Các bạn chỉ cần comment vào bên dưới video clip này hashtag Coolmax và kèm theo đó là ba số cuối số điện thoại của bạn. Và đừng quên làm cái size áo của bạn nha. Bạn mặc size L hay là XL hay là XXXL gì đó, các bạn nhớ comment nhé. Sẽ còn ít nhất một đợt giveaway nữa để cho các bạn có được những chiếc áo rất là thú vị và rất là đặc biệt này của kênh Ngáo. Bởi vì sau cái đợt này là không có, là không sản xuất nữa các bạn. Cho nên là hãy nhanh tay nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp các bạn ở một cái vlog khác. Còn sớm lắm đâu. Đây lạ quá à. Giống như là có ai đang theo dõi em gì đó. Em tao biết nó không bao giờ đâm sau lưng người ta. Thằng em của tôi chết trong tay nó thì nó phải chết trong tay tôi.